chị, mà lại cuối tuần rồi. Rồi, hôm nay là quyết định nó lôi em này ra nghịch một tí các bác. Đấy, thì mưa xuống là bắt đầu thấy có mấy cái đầu rễ xuống các bác. Thì để tránh nó khô thì khéo léo dùng cái ống hút để lùa nó vào các bác, cho nó mọc luôn thẳng. Đây như cái này đợt trước lùa này, thì các bác nhìn ở trong trong này. Đấy, nó bò theo men này xuống rồi đấy, là nó ăn vào đất là ok luôn này. Đấy, đấy là một này. Mấy cái bên này thì ở đây có hai cái, bên này được hai cái rồi. Đấy, các bác nhìn thấy cái lõi nó đen đen bên trong đấy, hơi khó nhìn tí, nó còn bé. Với cái ống hút màu thì nó khó bóng ra. Thì đấy, thì đây cũng là cái cách để gọi là cắm ống hút, thì để mô phỏng luôn là cái hình dáng sau này nó xong xong bộ vách nó sẽ như nào, nó sẽ như những cái ống hút cắm xuống này các bác. Thì các bác tưởng tượng nó dễ hơn nhé. Và sau đấy tôi sẽ trồng cái này cao hơn, vẫn trồng cái chậu này các bác nhé, nhưng mà cắt cái bầu đôn cao lên. Cách thứ hai là đi làm đá, nhưng mà làm đá tôi hơi lười vì là bê vác nó hơi ngại, chắc tôi đôn cao lên, cũng nghĩa là nguyên cái bầu này này xong lại đôn đít lên thì nó vẫn nguyên cái bánh nên là cảm giác nó cao hơn, như được ngồi lên một cái phiến đá vậy, cũng nôm na như vậy. Thì thôi, hôm nay thì cũng được cái thời tiết nó tốt, có mấy cơn mưa rất là ok, thì tôi cắm cho nó mấy cái rễ các bác nhé. Tôi cắm ống hút cho nó mấy cái rễ cho nó xuống. Đợt vừa rồi có nhiều rễ lắm, nhưng mà làm mái thì thợ thiết cũng động vào nó cũng gãy mất mấy cái. Ok bác, gọi là giết thời gian thì các bác nhé.
mời quý vị vừa mới được cắt hôm trước nay đã được cắt rồi các bác. Hôm nào thì vật dăm các bác thì làm sẽ nó kỹ hơn. Bây giờ chỉ bấm gọn cái tán vào thôi. Đấy. Tôi đang cần nó nhiều rễ nhiều lá để lấy vách mà, cho nên là không cắt cũng không vặt lá nhiều. Đấy, bấm cho nó gọn này. Nhìn giết thời gian cho nó sướng. Được đụng dao, đụng kéo, đụng tay, đụng chân là sướng các bạn. Đấy, các bác xem. Mặt nào cho cũng đẹp. Đấy, các bác tưởng tượng sau cái vách. Ở đây nó căng thêm 1, 2, ít nhất là 3 cái rễ nữa xuống này. Ở những cái điểm này. Căng 1, ít nhất là 2 cái ở bên rễ này. 3 cái tốt. Đây 1 cái, đây 1 cái, đây 1 cái. Đấy, nó như thế này. Đấy. Đấy, đây 1 cái nữa đẹp. Rồi nó sẽ có rồi các bác. Cứ bình tĩnh. Đấy. Sang năm nó lại càng dễ có hơn. Vì mỗi năm nó một già, nó một ổn định thì cái rễ nó xuống nó càng dễ hơn. Đấy các bác. Đẹp chứ các bác. Đẹp, form tán ổn định. Chỉ mỗi nuôi cái rễ với cái bệ nó bết hơn thôi. Đấy. À. Trên xuống này thì sang năm thì nó dày chi chít dăm luôn, kín luôn. Rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Sắp đẹp rồi.